Thưa quý vị, thưa các bạn, dựa trên bối cảnh cùng những dự báo về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, Sapeco tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh trong năm 2024, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, sản xuất hiệu quả, song hành cùng hành động hướng đến phát triển bền vững. Ngành bia Việt Nam vốn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, cũng như tác động từ một số cơ chế chính sách liên quan như luật phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100 khiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chưa như kỳ vọng. Trong cái tình hình hiện nay thì cái khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, thứ nhất là cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng khoảng 30-40% và nó dẫn đến cái giá thành của chúng tôi là tăng rất nhanh. Cái thứ hai nữa là việc tiêu thụ của bia cũng giảm theo rất nhiều. Bên cạnh đó thì tác động của các cái nghị định, ví dụ như là nghị định 100, nó cũng ảnh hưởng rất mạnh lên đến cái lượng tiêu thụ của ngành bia. Tuy ghi nhận mức giảm gần 23% so với năm trước, nhưng kết quả kinh doanh của năm 2023 vẫn cho thấy sự bền vững và năng lượng cạnh tranh của doanh nghiệp. Các thay đổi mang tính trọng yếu đã được triển khai để giữ vững vị thế thương hiệu. Trong đó tập trung đẩy mạnh 3 lĩnh vực, gồm tối ưu hoạt động thương mại, hiệu quả chuỗi cung ứng và các sáng kiến ESG, môi trường, xã hội, quản trị, nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh, sản xuất được thực hiện theo đúng mục tiêu ESG. Năm 2023, Sapeco đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 9 nhà máy sản xuất bia trong hệ thống. Các sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường được đẩy mạnh. Song song với đó, các hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng cũng được đầu tư nhằm thúc đẩy tạo ra các giá trị kinh tế xã hội tích cực. Chúng tôi sử dụng các cái nguồn năng lượng mặt trời để thay cho cái nguồn điện. Hiện nay là 26 nhà máy thì chúng tôi đã và đang lắp ráp 18 cái nhà máy sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời. Và chúng tôi tiết giảm điện 40% cái lượng điện sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là chúng đến năm 2030 chúng tôi sẽ tiết giảm 76.000 tấn CO2, tương đương với 50% cái lượng khí CO2 mà phát ra trong toàn thể công ty. Việc đẩy mạnh 3 lĩnh vực trọng tâm đã giúp doanh nghiệp đạt được kết quả đáng ghi nhận trong năm 2023. Về thị phần, thương hiệu bia Sài Gòn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại Việt Nam, tiết giảm chi phí hiệu quả nhờ vào các sáng kiến quản lý trong sản xuất các sản phẩm, tiếp tục nhận được các huy chương vàng, bạc quốc tế. Cùng với đó, các sáng kiến sử dụng năng lượng thay thế trong sản xuất kinh doanh được mở rộng, giúp doanh nghiệp tiết giảm được hiệu quả điện năng sử dụng như đã giảm được 25 triệu kWh điện, giảm 18 tấn CO2 phát thải. Ngoài ra, các sáng kiến ESG và hành động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng của doanh nghiệp được ghi nhận qua các giải thưởng như Giải Doanh nghiệp vì Người Lao động, Top 100 SCI, Giải thưởng Hội đồng Quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Để đảm bảo được cái việc tối đa hóa lợi nhuận thì chúng tôi phải thực hiện hai cái nhiệm vụ, đó là chất lượng và chi phí. Chúng tôi đưa ra các cái nhiều giải pháp để cải tiến chất lượng và kết quả, hiệu quả của nó là chúng tôi đã đạt được cái thành tích. Trong cái nhiệm vụ chi phí thì chúng tôi phải thực hiện cái việc siết chặt các cái định mức. Trong đó có rất nhiều cái định mức mà nó liên quan tới cái phát triển bền vững. Đứng trước các cơ hội lớn như cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh, khả năng phục hồi cũng như cân nhắc sự thắt chặt của các công cụ chính sách. Cùng với đó là các dự báo tích cực về kinh tế thế giới trong năm 2024. Sapeco đề ra mục tiêu doanh thu đạt 34.397 tỷ đồng, tăng 13%, lợi nhuận đạt 4.580 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023. Ba lĩnh vực trọng yếu gồm tối ưu hoạt động thương mại, hiệu quả chuỗi cung ứng và ESG vẫn tiếp tục là mục tiêu trụ cột để giúp Sapeco đạt được mục tiêu kỳ vọng.